Kính thưa quý vị, chiến hạm của Anh quốc HMS Albion đến thăm Sài Gòn. Đây là tin tức đến từ Sài Gòn. Một tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng tại Sài Gòn vào hôm thứ Hai. Một thông cáo của tòa đại sứ Anh tại Hà Nội đã nói rằng, chuyến thăm thiện chí dài 4 ngày của tàu HMS Albion là nhằm đóng vai trò tích cực về an ninh khu vực, tự do hàng hải và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Đại sứ Anh Gareth Ward đã viết trên trang mạng xã hội bằng tiếng Việt rằng, ông hoan nghênh tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã ghé thăm Sài Gòn. Trên mạng Twitter, đại sứ Ward đã đăng ảnh ông đứng trên bong tàu với các thủy thủ và phía xa là bóng dáng tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất tại Việt Nam. Đại sứ Ward cho biết các chỉ huy của tàu HMS Albion sẽ có cuộc tiếp xúc với các giới chức Việt Nam vào ngày thứ Ba. Kính thưa quý vị, chiến hạm HMS Albion tới Việt Nam ít lâu sau khi có tin hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của nước Anh có thể được đưa tới Thái Bình Dương để hỗ trợ hải quân của nước Úc trong bối cảnh Trung Cộng quân sự hóa Biển Đông. Pháp và Anh hồi tháng 6 đều tuyên bố sẽ đưa chiến hạm vào Biển Đông để thách thức sự hiện diện của quân sự Trung Cộng ở vùng biển đang tranh chấp này. Hoa Kỳ lâu nay đã đưa nhiều chiến hạm tới Biển Đông để thực hiện những hoạt động tự do hàng hải bất chấp sự phản đối của Trung Cộng. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Jim Mattis đã cảnh báo rằng việc quân sự hóa của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ gặp phải những hậu quả lớn hơn.